Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ Quanta, tin tức ngày 28 tháng 9 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Ca sĩ Phi Nhung chúc hơi thở cuối cùng trưa nay tại bệnh viện Chợ Rẫy và theo nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ Online, sau thời gian chống chọi với Covid-19 và được sự nỗ lực điều trị của y bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng ca sĩ Phi Nhung đã không qua khỏi. Cô chúc hơi thở cuối cùng vào lúc 11 giờ 57 trưa nay, bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận với báo Tuổi Trẻ Online. Trước khi mất, ca sĩ Phi Nhung được chẩn đoán bị biến chứng nặng Covid-19, đông đặc phổi và hoại tử một phần phổi kèm cơn bão cytokine suy đa cơ quan. Bệnh nhân được chạy ECMO, tim phổi nhân tạo, lọc máu liên tục. Tất cả các loại thuốc cao cấp nhất đã được bệnh viện sử dụng để điều trị cho ca sĩ Phi Nhung. Tất cả y bác sĩ đã nỗ lực hết mình nhưng đã không thể cứu sống được ca sĩ và rất đáng tiếc trước sự ra đi này, nguồn tin từ bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ. Gần 40 ngày kiên cường chiến đấu, Phi Nhung nhập viện tại bệnh viện Gia An 115 từ ngày 15 tháng 8 nhưng tình trạng chuyển nặng nên được chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy ngày 26 tháng 8, tới nay là tròn 1 tháng 2 ngày cô điều trị tại đây. Trong suốt hơn 2 thập niên hoạt động nghệ thuật, Phi Nhung ít khi vướng phải ồn ào đời tư. Những năm gần đây, Phi Nhung nhận nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ, cô từng tâm sự muốn có một mình để lo cho con vì không muốn riêng của mình lặp lại với những đứa trẻ khó khăn này. Và theo thông tin từ phía ekip của Phi Nhung thì vào tháng 7 năm 2021 thì cô dự tính về Mỹ đoàn tụ với con gái, nhưng cuối cùng bác sĩ chọn ở lại thành phố Hồ Chí Minh vì thành phố đang tổn thương như thế này, nhiều người còn khổ vì dịch, mình ở lại có khi lại có ích. Khi mọi thứ ổn hơn, mình đi đâu cũng không áy náy. Và Phi Nhung quyết định ở lại và tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình như đóng góp cho quỹ vaccine, kêu gọi mua máy thở, gửi gạo tới người nghèo, tham gia nấu ăn cho bếp ăn tình thương cho người vô gia cư. Từ giữa tháng 6 đến ngày 5 tháng 8, ca sĩ cũng cẩn thận chăm sóc sức khỏe của mình, xét nghiệm Covid-19 hàng ngày, nhưng không may chị đã bị nhiễm bệnh mà không rõ nguồn lây. Phi Nhung hoàn thành sứ mệnh thiên thần, đó là những lời mà ekip của Phi Nhung vừa viết trong thông báo cuối cùng về sức khỏe của cô. Đã đến lúc Phi Nhung có thể quánh gánh lo đi. Chị khép lại hành trình thiên sứ của mình để yên nghỉ. Cho đến tận lúc ra đi, chị vẫn nhận tình cảm nồng nhiệt của bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Không phải tự nhiên chị giành được nhiều tình cảm của khán giả đến như vậy. Trước đây hay sau này, Phi Nhung mãi mãi là một vùng ký ức đẹp để trong trái tim người yêu nhạc. Hơn hết, chị còn là người truyền cảm hứng cho nhiều người với hành trình thiện nguyện giúp người giúp đỡ. Phi Nhung luôn khẳng định hạnh phúc nhất là được làm thiện nguyện. Cho dù ai nói đánh bóng tên tuổi nên ai nói gì tôi cũng không quan tâm. Hiện tại bây giờ càng làm từ thiện càng bị oan ức, nhưng tôi lại thích sống ngay thẳng thì không có gì phải sợ. Nếu có cơ hội và có thật sự nhiều tiền tôi vẫn làm tiếp tục. Mọi người ơi, cho dù không có tiền thì làm từ thiện bằng sức lao động nấu ăn với anh em nghệ sĩ cũng thấy hạnh phúc. Đây là sở thích của tôi từ nhỏ đến giờ, thích làm những gì mà mình thích. Hành trình thiện nguyện của Phi Nhung tại Việt Nam kéo dài hơn 20 năm qua với 23 người con nuôi mồ côi tổng cộng. Bất kể lúc nào người dân gặp khó khăn vì thiên tai lũ lụt, hạn hán, Phi Nhung đều có mặt. Ở đâu cần giúp đỡ, ở đó có Phi Nhung. Từ vùng cao, vùng sâu, vùng xa đến đồng bằng khắp đất nước Việt Nam, chị đều có mặt 20 năm. Một hành trình dài đủ để viết lên tên tuổi của Phi Nhung trên hành trình thiện nguyện. Ngôi sao Phi Nhung về trời vẫn luôn tỏa sáng trên bầu trời và trong lòng người hâm mộ. Và đó là thông tin ngày 28 tháng 9 năm 2021. Và nếu anh em thấy thông tin này bổ ích thì đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment để cho biết ý kiến của anh em ở trong video của tôi. Và nhớ đừng quên ấn đăng ký và chuông nhé. Tạm biệt.